Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với một cái phần kỹ thuật cực kỳ hay ho và chúng ta áp dụng trực tiếp cho cái phần bài tập đốt cháy của ancol. Đây là một trong những kỹ thuật cực kỳ ảo diệu mà các em nên học để có thể giải quyết những cái bài toán ở mức độ 8 cộng và 9 cộng một cách nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Thứ nhất là thầy sẽ nói về cái phần các chú ý quan trọng trước. Thì là ancol tác dụng với kim loại kiềm, tách nước của ancol và dồn chất. Thế thì ancol tác dụng với kim loại kiềm thì cả phần đời còn lại của các em nhớ cho thầy như vậy. Chúng ta luôn có cái số mol OH nó sẽ bằng 2 lần số mol H2. Đúng không? Không bao giờ quên được cái điều này. Được chưa nào? Đấy. Thứ hai nữa là cái phần tách nước của ancol, thầy nhắc qua một chút thôi. Tách nước của ancol thì nó có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là H2S4 đặc và ở 140 độ C. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có luôn là M của ancol thì bằng M nước cộng với M của gì? M của anken. Đúng không? Đấy. Rất là dễ thôi. Và cái tỷ lệ phản ứng của cái thằng này thì luôn luôn là 1, 1, 1 hết. Tức là số mol bằng nhau luôn. Không phải suy nghĩ gì cả. Còn 170 độ C. À xin lỗi các em. Đây là 170 nhá. Đây là 170 độ C. Còn đây sẽ là 140 độ C. 140 độ C thì nó sinh ra thằng ete, đúng không? Ete thì chúng ta vẫn có bảo toàn khối lượng bình thường. Bảo toàn khối lượng một cách bình thường, được không? À, và chúng ta sẽ luôn có cái số mol của ancol. Ancol nó bằng là hai lần số mol nước hoặc là nó bằng hai lần số mol của ete. Đấy, cái này các em cần lưu ý. Để chúng ta mà làm bài tập mà nó có liên quan đến cái phần kiến thức này thì chúng ta nhẩm cho nó nhanh. Hiểu rồi nói không? Nhẩm cho nó nhanh nhá. Rồi, bây giờ đến phần dồn chất. Dồn chất thì nếu mà đề bài nó cho là ancol no đơn chức, ancol no đơn chức. No và đơn. Thì chúng ta sẽ dồn ngay nó về. Dồn ngay nó về, đó là nước và CH2. Được không? Nước và CH2. Thế thì khi mà chúng ta đốt cháy thì oxy nó chỉ đốt cháy cái thằng CH2 này thôi. Và chỗ này nó sẽ cần là bao nhiêu oxy nhỉ? Đây, nó sẽ cần là 3/2 oxy phản ứng. Đấy, cân bằng nó là như vậy, được chưa? Thế còn bây giờ nếu mà không phải là ancol no đơn mà nó lại là một cái ancol bất kỳ nào đấy thì chúng ta sẽ dồn chất nó về carbon, hydro và oxy thôi nhá. Thì chúng ta vẫn tính toán một cách bình thường. Còn đây là no đơn thì nó đặc biệt một tí. Còn nếu mà một số cái dạng ancol đặc biệt nữa thì đề bài nó cho như thế nào thì chúng ta phải khéo léo để chúng ta có thể dồn chất cái thằng ancol đấy một cách hợp lý nhất và khéo léo nhất để chúng ta giải quyết bài toán một cách nhanh nhất. Các em hiểu chưa nhá? Thế thì bây giờ thầy sẽ đi vào ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn về cái phần dồn chất của ancol. Thầy sẽ nói kỹ hơn một số cái phần kiến thức dồn chất ở trong phần ví dụ, được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ đầu tiên. Ví dụ đầu tiên, nào, chúng ta sẽ nhìn vào đây. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa những thằng này, đúng không? Thì cần vừa đủ oxy, CO2 và nước, đúng không? Thì các bạn nhìn tất cả cái thằng ancol này đều là no đơn chức hết rồi. Như vậy thầy sẽ dồn chất thành là nước và CH2. Chuẩn chưa? Đó. À, thu được nước là bao nhiêu mol đây rồi? Nước là đề bài cho là 9,9 nhá. Còn oxy là 0,6, đúng không? Oxy chỉ để dùng đốt cháy thằng này, chúng ta nhẩm này. 0,6 nhân với 2 chia cho 3 thì là 0,6 nhân 2 là 1,2. 1,2 chia cho 3 thì thằng này là 0,4. Đúng không? 0,4 nhá. À, số mol nước là bằng bao nhiêu? 9,9 và chia cho 18 là bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng không? Bằng 0,55. 0,55 thì là nó chui vào đây là 0,4. Như vậy thằng này là 0,15. Ok chưa? Vì là ancol no đơn chức cho nên là số này số bằng số mol của X luôn. Hiểu chưa nào? Đấy, rất là dễ. Biết hai cái thằng này rồi, suy ra MX bằng bao nhiêu? Bấm vào đây cái 0,4 x 14 cộng với 0,15 nhân với lại 18. Đáp số nó bằng là 8,3. Được chưa nào? Đấy. Thế thì đề bài nó bảo là gì? Mặt khác cho toàn bộ lượng X trên vào bình đựng natri dư thì khối lượng bình tăng thêm argon.
khối lượng bình tăng thêm argon nhá. Ban đầu là cái bình natri, được chưa các em? Nào, ban đầu là cái bình natri. Được chưa? Mình sẽ cho cái thằng X vào. Cho X vào thì lẽ ra cái bình natri nó tăng lên chính là khối lượng của thằng X, đúng không? Nhưng mà nó lại có khí thoát ra là H2 cơ. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ bằng là MX trừ đi MH2 thì ra bờ mình tăng. Được chưa nào? MX trừ đi M của H2. Mà MX thì lại bằng bao nhiêu? MX thì lại bằng 8,3 trừ đi thằng H2 thì bằng bao nhiêu các em? Thằng H2 của chúng ta thì lại đây là 0,15. Thì H2 nó sẽ là 0,15 chia cho 2 thì ra số mol nhá. Nhưng mà khối lượng thì nhân thêm 12 tức là trừ đi 0,15 thôi. Thì nó bằng bao nhiêu nhỉ? Nó bằng 8,15. Đáp án câu này của thầy là D. Đấy, các em thấy chưa? Cứ tư duy theo kiểu này thì chúng ta không cần phải phụ thuộc vào phương trình phản ứng nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 2. Bài số 2. Hỗn hợp X chứa nhiều ancol đều đơn trước rồi, đúng không? Đốt cháy hoàn toàn 0,11 x thì cần ngần này oxy thu được CO2 về nước, tổng khối lượng là mg ga, được chưa? Mặt khác lượng X trên có thể làm mất màu tối đa nước brom. Nào các bạn để ý, lúc mà thầy giảng thầy đã nói cho các em rồi, ăn brom hay ăn H2 thì nó cũng là như nhau thôi, đúng không? Thế thì ở đây cái dấu hiệu này là thầy đấy, à phản ứng là mất màu tối đa là 0,1 mol brom đúng không? Vậy thì thầy sẽ sử dụng cái kỹ thuật là mình bơm 0,1 mol H2 vào cái hỗn hợp X của thầy thì sẽ thu được cái hỗn hợp X phải. X phải lúc này nó sẽ trở thành là ancol no đơn chức đúng không? Thầy dồn chất cái hỗn hợp X phải thành nước và CH2. Được chưa? Đấy, đấy là rất là hay, các em lưu ý nhá. Cứ nhìn thấy cái dấu hiệu này này là mất màu tối đa là bơm là chắc chắn rồi. Hiểu không? Thì 0,1 mol X thì cần vừa đủ 0,31 mol oxy. Lúc này oxy nó thay đổi rồi. Các em lưu ý. Oxy lúc này của thầy không phải là 0,31 nữa mà nó phải cộng thêm một cái lượng là 0,05 vào nữa. Bởi vì là cứ đốt cháy thằng này thì sẽ chia đôi nó ra, đúng không? H2 mà cộng với oxy thì sinh ra là H2O đúng chưa? Để cân bằng là 21. Thế cộng với 0,05 tức là 0,31 mà cộng với 0,05 thì đây sẽ là 0,36. Đúng chưa? Thì đến đây thì mình lại nhẩm thôi, 0,36 nhân với 2 thì là 0,72. 0,72 mà chia cho 3 thằng này sẽ là 0,24. Được chưa nào? Đấy, 0,24. Thằng này thì đề bài nó cho là 0,1 rồi, bởi vì là đơn chức, đúng không? Thế thì từ đây thầy sẽ suy ra cái thằng CO2 và nước. CO2 và nước, CO2 và nước nhá, CO2 và nước thì nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 0,24 giữ nguyên. Còn tổng nước của chúng ta sẽ là 0,24 này cộng với 0,1 là 0,24. 0,34, đúng không? Đó, nó sẽ là 0,34 nhá. Đây thầy sẽ xóa đi. Nông dân tí không sao nhỉ. Đúng không? 0,34. Nhưng mà đây là cái lượng nước mà mình đã bơm thêm thằng 0,1 mol H2 vào rồi. Tức là mình đã bơm thêm một cái lượng là 0,1 mol nước vào rồi, đúng không? Thì ban đầu chúng ta phải trừ nó đi là 0,1. Đấy. Được chưa? Từ đây thì sẽ suy được ra M nó sẽ bằng. Bấm nha. Chúng ta sẽ lấy 0,24 nhân với 44 cộng với lại là 0,24 nhân với 18. Đáp số của thầy nó ra là 14,88 gram. Đấy, đáp án của thầy là B. Đấy, các em hình dung được kỹ thuật bơm chưa? Kỹ thuật bơm nó rất là hay luôn nhá, cực kỳ ảo diệu. Cố gắng luyện tập những cái chiêu thức như thế này thì không những các em học giỏi hóa mà tán gái nó đổ ngay. Hiểu rồi nào không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 3. Chúng ta bắt đầu với ví dụ số 3. Hỗn hợp X gồm ancol metilic. Nào các bạn nhìn nhé, ancol metilic là CH4O này, thầy viết nó ra để nhìn cho các bạn quy luật. Ancol etilic là C2H6O. Glycerol là C3H8O3 và cuối cùng là butan C4H10. Đề bài nó cho là số mol của glycerol thì bằng 1/2 số mol của butan, đúng không? Tức là thằng này là 2A. Còn thằng này sẽ là A. Được chưa? Thế tại sao họ lại cho như vậy? Thì các em nhìn vào đây. Các em thấy thằng glycerol chúng ta nó có 3 oxy, tức là cái số mol oxy nó sẽ là 3A. Đúng không? Số mol oxy là 3A thì thầy tách nó ra thành 2A mol oxy và A mol oxy. Thì 2A mol oxy đấy thì vứt nó xuống dưới này. Các em hiểu chưa?
cho nên là nó sẽ tạo thành là C4H10O. Đấy, và cái thằng này là còn lại là một oxy thôi. Đó. Thế thì khi mà thầy vứt nó xuống như vậy thì có phải là cái hỗn hợp này của thầy nó sẽ gồm là tất cả đều là ancol no đơn trước không? Thì mình lại dồn nó về cái gì nhỉ? Dồn chất nó về nước và CH2. Đấy, các em thấy chưa? Đề bài cho là số mol CO2 là bằng 67,76 thì mình sẽ bấm nhá. Chỗ này đừng nhầm nhá, nhầm sai học người yêu nó bỏ đấy. Hiểu không? Đây sẽ là 1,54. Ok chưa? Còn nước thì là bao nhiêu đây? 38,16 chia 18 thì nó là 2,12. 2,12 nhưng mà chui vào đây là 1,54 rồi. Thì trừ bỏ đi thì đây nó sẽ ra là 0,58. Được không? Đấy, rất là dễ thôi. 0,58 thì mình biết số mol của X nó bằng 0,58 rồi, bài này rất là dễ. Thì thầy suy ra cái số mol H2. H2 mà khi mà cho cái thằng X này nó tác dụng với natri dư ấy thì nó ra là 0,58 chia cho 2. Chỗ này nhẩm được bằng 0,29. Ok chưa? Đấy. Mình tìm được MX là lấy thằng Q này cộng với thằng Q này. 1,54 nhân 14 cộng với cái thằng này là 0,58 nhân với lại 18. Đáp số của thầy nó bằng là 32 gam. Được không? Thế thì bây giờ M bình tăng lên thì chính là A. Nó sẽ bằng thằng này này, trừ đi thằng này. Thế là 32 mà trừ đi 0,58 thì nó ra một con số là 31,42 gam. Đáp án của thầy là C. Đấy, cứ thế mà chúng ta làm thôi nhá. Nó có quy luật theo một cái hệ thống thống nhất rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bài 4. Chúng ta sẽ đến với bài số 4. Thì các em nhìn vào đây, hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn trước mạch hở, đúng không? Và glycerol có số mol là 0,1. Đề bài đã cho sẵn như thế rồi. Đốt cháy hoàn toàn X thì cần 1,12 mol oxy nhá. Mặt khác cho toàn bộ lượng X trên vào natri dư đây, cái chỗ này. Xử lý luôn. OH sẽ bằng bao nhiêu? 2 lần 2 nhân với 0,265 thì nó sẽ là 0,53. Được chưa? Đấy, số mol oxy ở trong cái hỗn hợp X này là bằng 0,53 luôn. Các bạn lại nhìn thấy là nó phản ứng với tối đa 0,26 mol brom, đúng không? Thì điều đó chứng tỏ là thầy sẽ sử dụng thêm kỹ thuật bơm rồi. Thầy sẽ bơm vào đây là 0,26 mol H2. Thì cái hỗn hợp của thầy nó sẽ tạo thành là no hết. Nhưng mà ở đây lại có đơn trước và glycerol lại biết là 0,1 rồi. Nhưng thầy mới muốn biến tất cả những cái thằng này thành đơn trước hết thì nó tạo thành này. Thì thầy phải nhắc thằng glycerol của chúng ta là nó có 3 oxy đúng không? 3 oxy. Thì muốn nó về đơn trước thôi thì là phải nhấc vứt đi bỏ đi 2 oxy đúng không? Vứt đi 2 oxy ra ngoài thì là 0,2. Được chưa? À, thế còn lại là no đơn trước hết thì chúng ta sẽ có nước và gì đấy? CH2. Đây. Đấy nha. CH2 để điền vào đây. Ok chưa nào? Thế thì bây giờ muốn tìm số mol nước thì rất đơn giản. Tổng số mol oxy là 0,53. Mà chui vào đây là 0,2 rồi. Thì còn lại là bao nhiêu? 0,33. Hiểu không? Đó. Thế thì bây giờ thầy muốn tìm cái số mol là CH2 thì thầy đặt nó là amol. Thì thầy bảo toán nguyên tố oxy cho các bạn xem. Được không nào? Nào, bảo toán nguyên tố oxy nhá. Thì cái thằng oxy dùng để đốt cháy của chúng ta thì nó sẽ bỏ thằng nước này đi, bởi vì thằng nước nó không cháy. Cho nên là cái thằng này nó sẽ là gì đây? 3A. Thì nó sẽ bằng. Được không? 3A thì nó bằng một lượng, đây là 0,2 rồi. Cộng thêm với cái lượng này bơm vào nữa là 0,26. Rồi cộng tiếp với một cái lượng mà đề bài nó cho sẵn là 1,12 nhân 2. Đó. Từ đây thầy suy ra A nó bằng bao nhiêu này? Rất là dễ thôi. Nhá. À, 0,2 cộng với 0,26 là bằng 0,46. 0,46 mà cộng với lại 2,24. Sau đó chia cho 3 thì nó ra một con số rất là đẹp là 0,9. Đoạn này mà nhẩm xong cho người yêu thì cực kỳ cool ngầu luôn, đúng không? Đổ dạp ngay lập tức nha. Ủa sao anh ấy nhẩm siêu thế, đúng không? Rất là ghê gớm luôn, cố gắng học nhẩm để tán gái nhá. Ngoài việc học giỏi hóa ra thì mình còn thêm cái đấy nữa. A nó bằng 0,9 đúng không? Thì đề bài nó bảo tìm cái gì nhỉ? Tìm M đúng không? Chắc chắn là trẻ con mẫu giáo để bấm được M bằng bao nhiêu? Nào, thì bấm nhá. 0,9 nhân 14 cộng với 0,33 nhân 18 cộng với 0,2 nhân 16.
À đây tôi xin lỗi, 16 bằng 21,74, nhưng mà phải trừ bỏ đi thằng này. Hiểu không? Trừ bỏ đi thằng này bởi vì mình bơm vào mà. Trừ đi 0,52 thì nó ra một con số là 21,22 gram. Đáp án của thầy là C. Hiểu chưa? Đến đây thì thấy cảm thấy rằng là học dồn chất và kỹ thuật bơm nó vi diệu như thế nào rồi đúng không? Bây giờ thầy cho mình cùng nhau đến với ví dụ cuối cùng. Bài số 5 này thì thầy cho thêm một cái bài là để cho các em luyện tập thật là tốt, được không? Hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn trước mạch hở, glycerol là 0,02 và ethylene glycol là 0,04. Đốt cháy hoàn toàn rồi. Đây. H2 đây thì thầy lại suy ra được luôn số mol OH nó bằng bao nhiêu? 0,145 nhân với 2 thì chắc chắn là phải bằng 0,29 rồi. Đúng không? Đừng có bấm máy tính cái chỗ này nhá. Dở hơi lắm, nhớ chưa? Thế thì số mol tiếp theo thì thầy xem phải bơm. Thầy bơm cái gì? Thầy bơm 0,1 mol H2 vào, đúng không? Thì tạo thành một cái hỗn hợp X phải là no. Được chưa? No. No thì thầy thằng glycerol này thì sẽ tách ra là hai oxy. Tức là 0,02 nhân với 2 thì bằng 0,04. Còn thằng ethylene glycol này thì sẽ tách ra một oxy thì cộng thêm với 0,04 nữa là 0,08. Còn lại là sẽ là no đơn trước hết. Được chưa? Rồi. Thế thì ở đây nhá, oxy ở đây bằng 0,29 này. Chui vào đây là 0,08, đây còn lại là 0,21. Được chưa các em? Thế đây thì mình lại bảo toàn nguyên tố oxy thôi, cả đây là A. Thầy có 3A nó sẽ bằng nào, 0,08 cộng với cái gì nhỉ? Cộng với cái thằng này là bơm vào là 0,1. Cộng với cái lượng oxy để bài cho sẵn là 0,645 nhân 2. 0,645 nhân với 2. Được chưa? Từ đây trẻ con mẫu giáo nó giải ra ào nhiêu. Chỗ này đừng có bảo là để anh nhẩm cho em xem nhá. Chỗ này nhẩm cho em xem là sai vỡ mồm ra đấy. Nó bỏ thì đừng có trách thầy, nhớ chưa? Cộng với 0,1 cộng với 0,645 nhân với 2 chia cho 3. Nó ra một con số rất là đẹp, đó là 0,49. Tìm M nhá. M nó bằng cái gì nào? M bằng này, 0,49 nhân 14 cộng với 0,21 nhân 18 cộng tiếp với 0,08 nhân 16. Nhưng mà các em phải trừ đi 0,2 nha thì nó mới ra đáp số đúng được. Nó ra đáp số là 11,72 gam. Và đáp án có thể là C. Em hình dung được chưa? Thầy đã chữa xong cho các em 5 cái ví dụ cuối cùng của cái bài ngày hôm nay. Trước hết là chúng ta phải cảm ơn thầy Náp bởi vì là đã có một cái phương pháp cực kỳ tuyệt vời. Thầy cũng đã cố gắng thay đổi cái tư duy truyền thống thành cái tư duy của thầy Náp. Và bây giờ tất cả những cái bài tập ở một mức độ vận dụng 8 cộng, 9 cộng thì bản thân thầy cũng đã giải quyết nó một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thầy hy vọng là truyền đạt được cái hệ thống tư duy của thầy Náp này đến với tất cả các bạn học sinh trên cả nước để các em cảm thấy là học hóa vui hơn, thú vị hơn, yêu môn hóa nhiều hơn, yêu thầy Náp và yêu thầy nhiều hơn. Hẹn gặp lại các em vào bài giảng tiếp theo.